Tôi phải chuyển trường. Là khoảng thời gian tôi đẹp nhất đó hả? Tôi không nghĩ vậy. Đó thì đã tắt mối tôi nghĩ về ngôi trường này. Nhưng thật sự thì mình chưa đủ tuổi nha. Đó chính là mặt tối. Mày nghĩ mày có thể thay đổi nó hả? Vui mà.